Xin kính chào quý anh chị. Phía trên màn hình của chúng ta đây là mặt tiền đường 25C và đây cũng là mặt tiền của dự án Long Tân City. Hôm nay Huy sẽ cập nhật cho quý anh chị những hình ảnh mới nhất và thực tế của dự án Long Tân City. Dự án Long Tân City đây là dự án đối diện dự án Mega City 2 quý anh chị ha. Có quy mô khoảng 70 hectare, bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì khoảng 50 hecta và giai đoạn 2 thì khoảng tầm hơn hai mươi mấy hecta quý anh chị. Khoảng hai mấy hecta. Đó thì phía dưới đó là cổng chào của dự án Long Tân City. Thì hiện tại cái giai đoạn 1 của dự án Long Tân City đã có sổ từng nền quý anh chị ha. Đó phía dưới là cổng chào của dự án và trục chính của dự án Long Tân City. Nếu quý anh chị có nhu cầu mua sản phẩm tại dự án Long Tân City hoặc quý anh chị có sản phẩm tại đây muốn bán lại cần ký gửi thì cứ liên hệ với Huy qua hotline ở góc phải màn hình nhé quý anh chị. Đây là chúng ta đang bay theo trục chính và đây là cái giai đoạn 1 của dự án Long Tân City quý anh chị ha. Đó, từ góc quay này quý anh chị nhìn qua phía bên kia đó là dự án Mega City 2 đối diện với dự án Long Tân City quý anh chị. Và đây là một trong những cái trục đường kết nối ra đường 25C tại dự án Long Tân City. Thì đa phần những cái khu đất, những cái lốc đất nằm ở phía bên tay phải của quý anh chị nó thuộc giai đoạn 2 quý anh chị ha. Dự án Long Tân City tọa lạc tại một cái vị thế rất là đắc địa ngay mặt tiền đường 25C, trục về giao thông quan trọng kết nối giữa sân bay Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh thông qua các nhánh đường vành đai 3 và cầu Cát Lái. Đây là một trong những cơ hội đầu tư hấp dẫn để khi giao thông kết nối, dân cư hình thành thì cái giá trị bất động sản tại đây sẽ gia tăng vượt bậc. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Nếu thích video thì đừng quên cho Huy một like. Nếu quý anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video tiếp theo của Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.